Rồi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình quay cho các bạn xem một số cái ná mình vừa hoàn thiện nha và chuẩn bị gửi đi cho khách nha anh em. Thì đầu tiên là mình sẽ đánh bóng cái ná trúc này nha anh em, ná trúc sừng trâu đầu inox. Đây là những cái ná sừng mà khách đặt mình nha anh em. Khách đặt cũng khoảng 1 2 tầng rồi. Đây là gỗ nu hương kết hợp và keo epoxy nha anh em. Gỗ nu hương. Còn đây là gỗ ổn định kết hợp keo epoxy luôn. Và đầu inox nha anh em. Gỗ ổn định nha anh em, gỗ ổn định giá trị rất cao. Đây là cây trúc mình vừa đánh bóng xong nha anh em. Rồi đây là những lúc mình làm vòng tay. Rồi cái cây ná trúc này thì mình giới thiệu cho anh em xem là cái đầu inox này nó có cái hay là mình vừa cột. Còn mình chán cột rồi thì mình qua cái này là kẹp nha anh em. Ở trong nó có cái lò xo á, anh em dặn ra là nó tự động nó nảy lên như vậy đó. Còn mình nhét thun vô, cái rãnh đó, cái bắt đầu mình siết lại là ok. Đó, siết lại cứng lại là thun nó không giục được nha anh em. Rồi bên đây cũng vậy. Bên đây ở trong nó có ghen găng và có cái lò xo, mình dặn ra là tự động nó nảy lên như vậy thôi nè. Rồi nhét thun vô siết lại thôi, rất là nhanh. Cái này cho anh em nào mới mới chơi mà không biết cách cột á anh em, mà thích đục tròn thì mình nên trải nghiệm cái đầu này nha anh em. Đầu bằng inox không bao giờ ra ten hay gỉ sét gì nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip rất nhiều nha anh em.